Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé đang ngồi với gương mặt rất là xinh. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Tóc này thì mình sẽ tô màu đen này.
là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô bé rất là dễ thương này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.